Trí tuệ của Đức Phật ở đâu mà có? Phật nói trí tuệ của Phật mỗi người trong chúng ta ai ai cũng có, một chút cũng không nghi ngờ. Tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí huệ của Như Lai. Do vậy giáo học của Phật không có gì khác, tức chính là đem tự tánh của quý vị, đức tướng trí tuệ vốn có của quý vị khôi phục lại. Điều này Ngài muốn giảng là cái này. Đức tướng trí tuệ của chúng ta sao mất tiêu rồi? Làm sao quên mất rồi? Ngài nói chính là do kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não, ba loại phiền não này đã làm chướng ngại. Cho nên Phật dạy chúng ta phải buông xả. Buông xả kiến tư chính là không chấp trước. Bất luận đối nhân, xử sự, tiếp vật, không có suy nghĩ đối lập. Có đối lập thì sai rồi, không có đối lập thì nó hài hòa. Tự tánh vốn hài hòa, không có đối lập, không có khống chế, không có chiếm hữu. Khởi tâm động niệm là vì người khác, không phải vì mình. Tại sao vậy? Vì mình và người vốn không hai. Lợi ích cho người khác đích thực chính là lợi ích cho mình. Lợi ích cho xã hội chính là lợi ích chân chánh cho gia đình. Điều này Phật Pháp nói là phước báo. Quý vị tu phước, đạo lý này rất là thâm sâu. Chúng tôi học 59 năm mới hiểu rõ ràng, mới thông suốt được. Các hung quả phước có, nhân của mình thì quả cũng của mình, chẳng liên quan gì đến người khác cả. Cho nên hôm nay chúng ta học được chỗ này, vậy bạn niệm A-di-đà Phật. Niệm A-di-đà Phật lợi ích rất nhiều, kể không hết. Lợi ích đầu tiên xin nói cho bạn biết, đó là thân tâm khỏe mạnh. Ở tuổi trung niên trở lên, hạnh phúc thật sự chính là thân thể khỏe mạnh. Quý vị giàu có, địa vị cao, nhưng thân thể của quý vị không được khỏe, thường hay sanh bệnh, đây là khổ. Giàu mà không vui, sang trọng mà chẳng vui, thì không bằng nghèo mà vui sướng, bần tiện mà an nhàn, vui vẻ. Có người ở trên đời này cần niềm vui. Niềm vui và phú quý không liên can. Vậy liên quan với cái gì? Trí tuệ. Đối với nhân sinh vũ trụ, tánh tướng, lý sự, nhân quả đã hiểu tường tận rồi thì vui sướng biết bao. Tôi từ đâu sanh ra, tương lai tôi chết rồi sẽ đi về đâu, cần phải hiểu rõ ràng tường tận, một tí cũng không mơ hồ. Vấn đề này nói chung người thế gian không cách nào làm được. Phật nói cho chúng ta biết, cái này là thật không phải giả, chính xác muôn ngàn, một chút chẳng giả. Quý vị nghĩ xem, môn học này tốt đẹp nhường nào. Viên mãn biết bao, đáng được học tập.